chắc chắn là chúng ta không thể thiếu được những set đồ vest đúng không nào? Bởi vì khi mặc vest thì nhìn chúng ta quyền lực hơn, sang trọng hơn. Nhưng mà với Melia thì nó còn quyến rũ hơn nữa. Và đây là một set vest đến từ thương hiệu Melia mà Phương cực kỳ thích trong thời gian gần đây, với hai tông màu chính là màu đỏ thuần phối với màu be sáng. Và chất liệu chính của set đồ này là chất liệu blend ý cao cấp. Mọi người có thể thấy là điểm nhấn ở phần áo thì vô cùng rõ rệt rồi. Cái phần ve này, đó, cái phần cổ ve thì được thiết kế giống như là hình hai chiếc lá đan vào nhau, nhìn vô cùng sang trọng và khác biệt luôn. Phần tay thì được thiết kế dáng tay bồng, tạo độ quyền lực nhưng không kém phần công chúa nữ tính. Ở phía dưới gấu tay này, mọi người thấy này, cái phần cúc cũng được thiết kế một cách lạ mắt khi mà sẽ có những cái phần cúc ngọc này phối với lại cả màu vàng được đính kết ở đây theo cái diện khá là rộng như thế này. Đó, nhìn chúng ta sẽ quyền lực hơn đúng không? Ở phần trước ngực này thì nối liền với phần ve cổ thì sẽ là một hàng cúc ngọc. Hàng cúc ngọc này cũng là một điểm nhấn rất là lớn. Và với thiết kế váy áo giống như là một cái phần peplum để giúp cho chúng ta che được khuyết điểm bụng thì các chị em cũng rất là tự tin khi mà mặc mẫu này. Ở phía bên dưới thì là phần chân váy, thiết kế chân váy có một cái phần xẻ nhẹ ở phía bên chân bên trái như thế này sẽ giúp cho mọi người có thể di chuyển đi lại dễ dàng hơn và nhìn sexy quyến rũ hơn nữa. Mẫu đầm này thì Phương nghĩ rằng là mọi người cũng có thể mix riêng với những cái mẫu áo khác mà không nhất thiết là phải mix với cái mẫu áo này nhé. Mua một cái set này thôi là chúng ta có thể mix với rất là nhiều món khác nhau rồi. Mặc được đi làm, mặc được đi tiệc, đi hội nghị, đi ký kết hợp đồng đúng không nào? Nhưng mà mọi người thích set đồ này thì hãy ngay lập tức để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình set đồ này nhé.